Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị khách quý đến với buổi lễ buổi quý tối hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Minh Thư xin thay mặt gia đình âm thanh ánh sáng ban nhạc 7 tiếng đạt cùng tất cả những người thực hiện chương trình xin gửi đến quý vị với một lời chúc sức khỏe lời chào tinh thần và trân trọng nhất. Toàn thể quý khách thân mến, khi nhắc đến gia đình, đó là tế bào của xã hội. Nếu gia đình có hạnh phúc vui vẻ ấm êm, đó là sự phồn vinh của đất nước. Và hôm nay đây cũng như ngày 17 tháng 4 năm Giáp Thìn, được sự thống nhất của chủ hồn họ nhà gái ông Quỳnh Văn Bòn Em và bà Võ Thị Thanh Hương cho phép tổ chức chương trình văn nghệ mừng buổi lễ vu quy cho ái nữ của mình, đó chính là cô dâu Thúy An, sánh diện cùng chú rể Tấn Duy. Và thông qua đó, chương trình âm nhạc cũng nhằm tạo không khí vui tươi sôi nổi, chúc quý vị có tiềm nhẫn bằng tinh thần thật vui, thật sảng khoái. Và đó cũng là lý do buổi âm nhạc hôm nay. Mới tôi xin thay mặt gia đình rất cảm ơn những tấm chân tình của quý vị đã nhấn chút thời gian quý báu của mình đến dự buổi lễ vu quy. Kính chúc tất cả quý vị khách quý thưởng thức một buổi tiệc cháo đêm thật là ngon miệng. Và thứ chương trình văn nghệ ban nhạc 7 tiếng đàn của chúng em thật là vui vẻ trong buổi tối hôm nay. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, ngay giờ phút này chương trình văn nghệ mừng buổi lễ vu quy cô dâu Thúy An sắp diễn cùng chú rể Tấn Duy cho ban nhạc 7 tiếng đạt đậm chất xin được phép bắt đầu. Và trước khi đi vào chương trình văn nghệ, em cũng xin thân gửi lời mời đến tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi tối hôm nay. Chúng ta hãy đến với ban nhạc 7 tiếng đạt của chúng em lựa chọn cho mình những nhạc phẩm yêu thích. Và chương trình có hỗ trợ màn hình nếu vị khách nào không thuộc lời và có thể tham gia chương trình văn nghệ trong buổi tối hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và nhạc phẩm đầu tiên xin gửi đến quý vị với một nhạc phẩm được mang tên Anh là tình yêu là lẽ sống của em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.